Cầm đây, cầm lên viết. Mượn anh Bi đi, cuốn sách đi. Bi cho em mượn sách kia để em. Để em viết. Đừng xé vẽ thôi. Nên để lên vẽ. À, vẽ đi. Vẽ đây. Vẽ bố mẹ anh Bi đi. Con không biết vẽ. Con vẽ gì con vẽ? Con cầm tay cho vẽ nha. Mẹ đâu? Mẹ đang về. Em vẽ đây mà mẹ đâu? Ừ, đấy, chờ vừa. Chúc. Nhẹ. Lan. Xinh. Đấy. Ký tên, sữa. Rồi, bây giờ ơi kìa. Từ từ con đọc đi. Đúng à? Sữa mẹ mấy tuổi rồi? Viết đi, viết đi. Năm ấy 3 tuổi các bạn ạ. 3 tuổi nhưng chưa đi học. Chuẩn bị 26 âm này mới học. Biết bên này là con gì đấy? Không ai kể thử dê. Bún ơi, bạn dê đã ăn rồi. Bạn đà điểu đã ăn rồi. Bạn cà phê đã ăn rồi. Và bạn con vẽ thôi.
Con vẽ cái gì đấy? Vẽ cá. Ồ đẹp quá nhỉ, lắm cá nhỉ. Cá nước, nhiều nước thế. Ôi ôi. Vẽ cá này, ui đẹp thế nhỉ. Con chuyển đầu bút đi, chuyển đầu bút to đi, đóng đầu bút bé lại. Nào vẽ nào, vẽ nào con. Ồ đẹp thế. Vẽ đi con. Ừ. Thôi vẽ luôn tờ đấy cũng được. Đừng vẽ đây, đây. Vẽ đi. Vẽ đi, vẽ đi. Cửa sổ đẹp như vậy mà anh đi cho là... Ê! Hey. Ready, ready. Như kiểu là biết vẽ siêu lắm, cầm bút hơi siêu. Ơ kìa, cái chuồng họ thế kia có một chú chả. Tại vì hôm trước cầm chuối thì mình thấy một chứng minh không chăm được. Nhưng mà may con có hai cái phim phim. Mấy con nhanh. Mẹ ơi, mẹ ơi, đuôi luôn. À đúng rồi. Con có biết vì sao không? Vì có cái đuôi rất giống mà. Em bác đây. Em bác có bố một cái phim phim là cái thằng khỉ á. Đi gọi mẹ gọi đầu nhá. Đâu, tuần trước giờ về bà chưa gọi đầu rồi đâu. Này, bạn ấy cho tay ra, bạn ấy lấy cái pin, sau đó bạn ấy cho vào miệng đấy. Cắn đốt đi con. Quay đây. Các bạn bắt có pin không? Không có. Ơ, vứt quần áo bố rồi. Thế thì bây giờ chúng mình cùng chào khỉ đi, chúng mình đi về nhá. Thôi nha, tắt nhá.